như vậy là cái này là cái pha clip chúng ta đi vượt chút xíu 5.000 thành 6.000 đó, nó vượt ở phía trong này để mình thấy được cái rèn cửa ha. Rồi kế tiếp là mở cái setting ra, rồi cái phần frame stem tắt đi, không còn thấy dòng chữ này nữa, thấy bên dưới. Và cái vật liệu là cái sàn gỗ bóng đó nè, chúng ta tăng lên chút xíu nữa. Cái phần là glossiness này, cái reflect này, chúng ta giảm xuống cho nó bóng hơn, phản chiếu nhiều hơn nữa. Ok, rồi trên đây là tấm khác. Một khi chúng ta làm được render bên Panamax rồi á, thì Vasu làm tương tự như vậy, y chang như vậy luôn, không khác gì hết, nó chỉ đổi cái công cụ nó làm chỗ khác thôi, còn chỉnh y chang như vậy luôn. Nên là xài xài cái thông số rất là thấp để chúng ta render cho nó nhanh đó. Không biết tại sao là cái rèm cửa lại render ra không thấy nha. Để tí này kiểm tra lại. Chúng ta muốn kiểm tra cái chất liệu của cái rèm cửa này á, thì chúng ta sẽ bấm một ô chất liệu bất kỳ, sau đó kích công cụ hút màu, ô chất liệu bất kỳ ha, hút pick material for object này, kích vào đây thì nó hút. Như anh thấy hiện tại cái vật liệu của nó đang là opacity của nó là 100%, tức là nó đang trong suốt á, không biết về kỳ trước hoặc là bị thế nào đó, đang giảm của nó là về 100%. Vật liệu của nó đang bị trắng bóc này, phải không có gì hết này. Thì bây giờ chúng ta kiểm tra thử thông số của nó. Nó vẫn có một số vật liệu như là display boom này nè, nó có nè. Ví dụ như là 50 hết trơn, 50
biết tại sao nó lại 100% nó trong suốt, thì giờ thì sao nó là không để thấy nó nè, render cực nhanh lần nữa nè, render chỗ này thôi, render chỗ này thôi á, để nhanh á chúng ta bấm vào chỗ này gọi là render khu vực, bên su nó cũng có, bên này cũng có, ta render khu vực này chúng ta chọn cái region chỗ này nè, chọn region cái area to render đó, rồi region chúng ta thu nhỏ cái này lại. Đó, render đúng cái chỗ này thôi, coi nó có cái rèm không thôi, khỏi tốn thời gian render hết cái hình ha, cái này thôi. Rồi mình bấm render thì nó chỉ render đúng chỗ này thôi. Đó, coi có cái rèm không, để ta kiểm tra tại sao nó không thấy nó, thì mình sẽ chỉnh bằng cách này. Đó, render khu vực chỗ này đúng chỗ này thôi. Ha. Như là bắt đầu thấy rồi đó, có rồi đó. Cho nên xài su hay mắt là như nhau thôi. Mỗi nhưng mà mỗi cái nó có cái ưu nhược điểm riêng của nó. Chúng ta làm hết cái hai chúng ta mới thấy. Cho cái kính cửa sổ nó trong suốt. À, được chứ, từ từ là hàng xíu. Chúng ta ốp chất liệu kính là nó xuyên được à. Tí nữa thầy sẽ cho ánh sáng nó lọt qua để chúng ta làm cái ánh sáng ngoài trời nó lọt vô ha. Chúng ta xem. Hình như có rồi nè, bắt đầu có rồi nè. Có này nè, nó đèn nó màu trắng này, y chang đúng không? Ok, như vậy là xuất hiện rồi. Vấn đề mình đổi màu nó thôi cho nó đẹp hơn thôi ha. Rồi bây giờ chúng ta tập trung vấn đề khác. Bây giờ tạm thời á, cái render này là render setup, render khu vực trở về cái view lại như ban đầu đi. Anh chưa thấy là có cái đèn chưa? Ok ha. Rồi bây giờ chúng ta tập trung cái vấn đề ánh sáng nó lọt vào trong phòng. Nên tạm thời cái này thầy chuột phải thì hai selection đi, ẩn đi, ẩn nó đi, ẩn luôn cái cửa sổ luôn, ẩn luôn. Rồi hiện giờ trong suốt đúng không? Đó. Bây giờ chúng ta tập trung một cái đèn mới được gọi là cái đèn variation. Chúng ta bấm vào cái phần đèn này, light là đèn, chúng ta dùng cái đèn gray thì dùng variation ánh sáng mặt trời. Đó. Rồi ta mới quét và đặt đặt đèn variation. Bây giờ thì đặt nghiêng vô nè, nghiêng từ đèn thiên hướng vô nè, nghiêng từ đây nè, kéo vô trong này. Đó. Kéo vào trong này. Đó. Sau khi đặt xong một cái lập tức nó xuất hiện cái chữ là Would you like to add automatically add a very sky environment map, tức là bạn có muốn tự động add cái very sky, tức là cái bầu trời á, ánh sáng bầu trời á vô trong cái map hay không. Yes liền nha. Yes. À, rồi ok, thì cái đèn này, cái này gọi là đèn variation, đèn variation ánh sáng mặt trời nó rọi vô. Thì bây giờ để dễ dàng hơn á, thầy tạm thời thì ẩn hết đi để cho ô cửa sổ trống trơn thế này thôi, mình đặt vô coi sao đã ok rồi mình mới mở mấy cái là từ từ rồi mình chỉnh tiếp nha. Rồi thì đặt vô xong rồi mình chỉnh nó nè. Thứ nhất là vị trí của nó, thì hiện tại á chúng ta thấy mặt led của nó đó là nó ở dưới đất á. À, nó có cái nguồn sáng ở đây nè, mặt trời nè, và cái mục tiêu của nó là sáng từ động phòng nhưng mà nó đang ở dưới đất. À, nhìn từ trên xuống thì không thấy cái này đâu, chỉ biết nhìn nhìn từ bên trái qua thôi. Chúng ta lôi lên, à, di chuyển lên, di chuyển lên đó, thì làm sao ánh sáng nó lọt với cái cửa sổ này. À, lọt qua đây đó, chỉ từ trên chỉ xuống nè là thứ nhất nha. Thứ hai là chỉnh thông số bên này đó, thì thứ nhất là enable nó bật lên này nè. Rồi kế tiếp là phần thông số kế tiếp đó là cái photo emit radius, là cái kích thước của cái luồng sáng á. Rồi, chúng ta tăng lên đó, thấy không, tăng lên nè. Thì tăng làm sao á để cho cái khu vực sáng đó, nó lớn hơn cả cái cửa sổ là được, lớn hơn cái cửa sổ là được. Rồi tăng lên. À, chưa thấy không? Nó lớn hơn cái cửa sổ nè, chiếu từ đây qua đây. Đó, nè, chiếu từ đây nó lớn hơn cửa sổ là ok rồi nha. Là nó rọi cái ánh sáng vào trong phòng rồi đó. Rồi. À, sau đó thì chuyển tiếp cái phần kế tiếp là turbidity. Turbidity là cái độ ô nhiễm môi trường á, thì cái này nè. Lý tưởng là 2. Lý tưởng là 2 ha.
Hai là xem như là trong một cái không gian gọi là phòng thí nghiệm á, tức là hoàn toàn không có cái sự ô nhiễm nào hết. À, như là không khí rất là trong lành, trong suốt, chưa bị ô nhiễm là hai. Còn 2,2 á là dành những nơi như hơi ô nhiễm nhẹ, như là thành phố Hồ Chí Minh á, ô nhiễm nhẹ. À, mấy cái quận trung tâm á, đang ô nhiễm á, là 2,2. À, còn 2,5 là ô nhiễm khá nặng, ô nhiễm nặng hơn. Còn hai là lý tưởng ha, còn lý tưởng điều kiện trong chúng ta chọn hai đi, cứ lý tưởng đi. Ozone, ozone này giống như nồng độ oxy vậy đó, chúng ta cho một, tức là nó nồng độ oxy nước ozone rất là cao, tức là nó trong 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 lành á. Đó, đó một cái cường độ này nè, thực ra là nó chỉ nhẹ thôi, 0,03 thôi, rất là ít, chỉ cần một lượng nhẹ thôi là đủ rồi ha, 0,03. Rồi cái size multiplier là kích thước của ông mặt trời á, cái này tạm gọi là ông mặt trời này. Đó, thì cái này nếu mà cái này là nó to nhỏ nha, thì nó sẽ to như là nó sẽ là cái bóng phản chiếu vô nó mờ, nhỏ thì bóng nó nét, thì chúng ta cũng cho tương đối trước đi, cứ cho nó là cứ cho nó là hai đi, từ từ chúng ta render xong ta coi kết quả như thế nào mình chỉnh tiếp. À, rồi ok, đóng số thông số như vậy. Rồi sau đó chúng ta vô trong cái setting, chúng ta chỉnh tiếp render setup, chỉnh tiếp. Rồi common như cũ ha, Vray. Rồi chúng ta bật bộ lọc phản ứng cơ lên, Re sang Re cũng được. Rồi bây lần này kiếm chọn hai thông số là GUI environment và reflection refraction environment. Bây giờ chúng ta có mở cái cửa sổ ra rồi, chúng ta đón nhận cái ánh sáng mặt trời rồi, thì phải xài cái GUI environment này. GUI environment này giống như là cái môi trường tác động bên ngoài vô vậy đó, thì mặc định của nó là màu xanh dương, thì bầu trời màu xanh dương là đúng không? Đó, tích chọn hai cái này lên. Rồi chúng ta mở thêm cái bảng là environment ra là số 8 á, xin tắt là số 8. Cái bảng này là render Vray, cái bảng này là ánh sáng môi trường nè, thì nó sẽ có thêm cái phần là default Vray Sky, tức là ánh sáng bầu trời ngoài này nè, ánh sáng bầu trời ngoài này nè, nó là nó được gắn bởi cái Vray Sky, nó nhờ cái Vray Sun. Cái Vray Sun là cái ánh sáng mặt trời, nó tạo cái hiệu ứng Vray Sky, tạo bầu trời gắn đây. Thì mình nắm cái này mình lôi về cái non, mình lôi về cái non của environment đó, chọn là instance luôn, mình lôi về cái này vô cái hiệu ứng ở dưới luôn, mình chọn instance luôn đó. Thì cái môi trường nó là lấy môi trường từ bầu trời bên ngoài gắn qua đây, xong rồi đóng lại đó. Như vậy có thêm hai này nữa nha, separation sẽ có hai cái này. Rồi sau đó GI thì cũng bình thường thôi, cái thông số thì bình thường như cũ, không gì thay đổi hết, rồi như cũ hết. Rồi mình render một tấm này coi như thế nào nha, còn to lên rồi render. Cái phần ngoài này thì không đừng có quan tâm tới, sau này chúng ta sẽ gắn một cái một cái hình ảnh khác để thể hiện cái bầu trời khác. Rồi chúng ta thấy là bắt đầu bên phòng này nó sáng hơn đó, bạn thấy là có ánh nắng mặt trời nè, thấy chưa, để nó rọi vô này nè, nè sáng mặt trời nè. Rồi bây giờ thử tăng thêm cường độ, để chỗ này nó sáng hơn chút xíu nữa đi. À, bây giờ giả sử chúng ta tắt cái mấy cái đèn này đi, tắt cái đèn trần này đi,
IS đó. Cái lõi đèn á, tạm thời tắt nó đi để thấy cái hiệu ứng sáng này nè. À, tắt đi nè. Đó, nha, tối hết nha. Rồi, render là tắm lửa, coi cái chỗ này nó sáng như thế nào. Tại vì xung quanh nó sáng nhiều quá thì làm như cái chỗ này nó thì bớt bớt sáng đi. À, rồi render tắm sáng. À, thực ra là nó màu xanh thế này là đúng nè, hồi nãy nó bị cái gì á. Nó tức là do render xong mình chưa có à, mà xanh như vậy là bầu trời á. Nó đang ánh sáng mặt trời nhưng mà sau này chúng ta có cách xử lý nó thành cái hình tòa nhà khác luôn. Rồi bây giờ trên đây là tấm khác thử. Rồi cái này là do cái khi mà render chưa xong nó có màu này thôi, chứ sao hết là nó ra màu xanh á, xanh là đúng á, là cái sky là màu xanh là đúng hoàn toàn. Rồi chúng ta rồi tắt hết đèn rồi đúng không, để coi cái này như thế nào. Render càng nhanh đúng không? Đó, cho thấy sáng mặt trời nó chiếu vào đây nè. Đó nè, thấy chưa? Đó, rất đẹp chưa? Nên rất là nhanh, là ít đèn. Là cái này là bình thường, còn là cho Very Frame Buffer nó có cái màu này, nhưng mà bình thường là màu này. Nó viết ra hai cái luôn. Rồi, thế thì cái này nè. Đó, tức là thấy sáng nó lọc vô giờ nè. Đó, sáng mặt trời đó. Thì chúng ta thử tăng thêm cường độ chút xíu nữa. Ở sáng mặt trời này chúng ta nhìn cái tổng thể là kích vô cái tim, cái lõi của cái đèn variation ấy, rồi tăng cường độ lên 0,03 đúng không, thành 0,05 nữa, xem tăng cho nó sáng hơn xíu nữa. Rồi render lại tấm khác. Thì cái phòng này là ánh sáng là nó sáng được đó là nhờ cái đèn sáng mặt trời á, chứ đèn trần thì tắt hết rồi, đèn trần thì tắt hết rồi, còn cái này là cái mặt phẳng phát sáng của cái lõi của cái đèn mặt phẳng đèn thôi ha, chứ cái sáng này là nhờ sáng bên ngoài á. Rồi ok, sáng cỡ này là sáng lắm rồi đó, nó trắng luôn rồi nè. Ok rồi. Ở đây nè, nếu mà chúng ta chỉnh, chúng ta có thể chỉnh cái mà chúng ta tắt cái frame có đi frame buffer đi. Cái common này nè. Cái này nè, tắt cái này đi. Không cần bật cái frame buffer lên thì render ra nó sẽ ra cái dạng khác. Rồi, bây giờ mở lại cái đèn này. Mở lại đèn này. On lại. Rồi render tấm khác. Nè, nó phải là màu như vậy nè. Mà trắng quá ha. Bây giờ thử kết hợp lại hai hai cái loại đèn, vừa trần mà vừa cái này luôn. Đó, như vậy nè, thử nghiệm cái màu sắc nó đúng chưa, cái ánh sáng nó đủ chưa.
mà kết hợp lại thì cái phòng ta khá là sáng, do thầy tăng cường độ lên từ 0,03 thì tăng lên thì nó là sáng quá, kết hợp lại nó sáng quá, nhưng ta phải tiết giảm lại. Nếu mà cái hướng này phải có cái này thì chúng ta phải giảm cái đèn ông mặt trời xuống bớt xuống một tí, hoặc là nếu mà dùng cái này á, mình dùng Photoshop á, mình giảm xuống thì nó vẫn giảm nhưng mà không hay. Đó, thế là nó trong mặt trời nó rõ ở đây nè. Rồi bây giờ kế tiếp cái số 0,03 này là không thông thường từ trước bây giờ, mà thông thường là 0,03 đó. Cái màu này thay vì màu trắng chúng ta có thể xài nó hơi màu ngã vàng chút xíu, nó cũng hạn chế lại cái màu trắng đó. Nó trắng quá nó quyện với cái kia trắng luôn, cho nó hơi nó cam cam chút xíu. Rồi trên đơ tắm nữa này coi sao nào. Phải đứng tại cái camera bấm trên đơ thì nó mới ra. Chúng ta cho cái màu thay vì màu trắng đúng không, thì nó quyện với màu trắng của cái phòng, chúng ta sẽ cho nó là màu hơi cam cam chút xíu đó, thì nó bớt nó kìm kìm cái màu trắng nó xuống. Thì dĩ nhiên là khi mà ánh sáng mặt trời nó chiếu vô á, thì những cái hiệu ứng này nó bớt sáng đi là bình thường nha. Nha, ví dụ trong phòng mà đóng cửa kín lại á, mình bật đúng cái đèn này thôi á, thì cái này sáng là bình thường, nó sáng rõ rõ hơn là bình thường. Rồi, giống như mình đã render xong cái hình từ trước. À, cái này à. Tức là nếu mình đóng cửa lại tất cả, mình chỉ có đúng cái đèn này thôi thì nó rất là rõ. Nhưng mà nếu nếu mà mình đã mở cửa sổ ra, ánh sáng bên ngoài trời lọt vô thì chắc chắn sẽ bớt lại thì bình thường thôi ha. Rồi bây giờ kế tiếp thầy sẽ unhide cái rèm này, vẫn ẩn đi đó, mở cửa sổ lên đó, bây giờ mình mở cửa sổ lên mình render lại coi thử có hiệu ứng này không, mình mở cửa sổ lên ha để coi thử có xuyên qua không nha, lưu lại cái đây rồi render lại tấm khác. Là nó vẫn xuyên nè, do là cái thư viện của thầy á, là vật liệu kính này á, là nó đã là gương rồi. Còn nếu bạn nào mà không xuyên được thì có thể là cái vật liệu kính đó, nó chưa gắn đúng chất liệu kính á. Cho nên là nó bị nó không phải là kính, không thể xuyên được. Còn cái này là vốn dĩ nó là kính rồi, nó đúng rồi thì nó xuyên được luôn đó, và nó để lại một cái khuôn á, tức là đúng nó hiện đúng cái khuôn này thôi, nó đúng cái khuôn thì qua đây thôi nè. Còn ở giữa này cái vạch ô thì nó không xuyên được, thì nó bị có cái vạch dưới đây đó. Đó, nếu nó đúng chất liệu kính thì nó phải xuyên qua, còn không phải thì chúng ta phải gắn đúng chất liệu kính cho nó lại.
thì nếu mà ai lấy cái chất liệu, ai lấy cái cửa sổ cái thư viện có thể gửi kỳ trước đó, mình làm đó, thì nó chắc chắn nó xuyên luôn. Nên em rất là an tâm. Chúng ta ánh sáng nó vẫn xuyên qua, tại vì nó là kính mà. Đó, và nó sẽ chừa cái ô gạch giữa nha. Đấy, phải bây giờ không xuyên nó sai này thôi. Đó. Kính thì nó mới xuyên qua được đúng không? Đó. Ok, cũng tạm được rồi. Rồi, bây giờ chúng ta đổi cái phần phía sau này thành một cái hình ảnh nào đó ha. Thì muốn làm điều này á, bây giờ chúng ta thu nhỏ lại nè. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục lưu lại cái nè, nó lâu làm chúng ta phải lưu lại cái nha, tránh tình trạng nó bị văng ra, tại Panamax hay là su nó đều văng hết đó, nó đang đang làm tự nhiên nó văng à, lý do nó bị lỗi cái quá trình mà nó chạy file á, có thể trong quá trình nó máy xử lý không kịp đó, nó văng ra ngoài, cho nên lâu phải lưu lại cái chắc cú đó, khi gì có văng ra thì vẫn còn đó. Rồi kế tiếp thì bây giờ để làm thấy được cái hình ảnh phía sau này không phải là hình ảnh bầu trời, chúng ta vẽ cho thầy một cái tấm plan, tấm plan hay là line gì cũng được, ví dụ là line đi, vẽ cái line, vẽ thầy đường thẳng đi, đường thẳng từ đây vào đây, thì bên ngoài này như vậy, cái line này xong rồi chúng ta sẽ ép trước nó lên, ép trước nó lên cho nó cao lên. Đúng không? Đó. Nhìn nhìn 3D nó như thế này nè. Thấy không? Là nó có cái tấm phẳng này nè, một cái hình này. Thì cái này á nó phải ở sau cái camera, khỏi bị vướng camera, và có thể là nó sâu luôn cả ở phía sau cái đèn validation luôn. Nhưng mà tùy tình huống, ví dụ cái này là nó rọi từ trên xuống á. Nếu mà không ảnh hưởng gì thì thôi. Nếu mà chúng ta cứ cẩn thận thì cứ để luôn xa xa xíu, xa xíu nè, để nhìn từ trong nhìn ra nó thấy cái này, nhưng mà nó không bị vướng gì hết, nó không bị che gì hết, không che ánh sáng mặt trời nha, đừng có để sát quá nha, đừng có để sát cái này nè, là nó che luôn á nè, để này thì thấy nó rồi đó, nhưng mà nó che luôn, không thấy gì hết à, để ở phía sau này nè, không bị ảnh hưởng gì hết à, tốt nhất là phía sau cái ông mặt trời luôn. Rồi thì cái này chúng ta kiếm cái M lấy thôi số liệu mới để đi kiếm biết mấy gắn như thế này. Rồi thì có thể là lấy cái hình cảnh thiên nhiên như tòa nhà như là nào đó. Rồi, lấy cái cảnh tòa nhà này nó nè, không bình. Rồi nhưng mà chưa xong đâu. Gắn như vậy thì vẫn được ha. Gắn vô vẫn được. Nhưng mà gắn vô nè, thấy nó rồi đó, họa đồ lần nữa cho chắc cú UVWM box đó, thấy cái tòa nhà rồi đấy chưa đó. Nhưng mà render lên á, chúng ta thử nè, bây giờ con thấy bên đây không, bây giờ thấy cái này, render thử tấm bên này nha, render thử tấm nè, bây giờ để nhanh á, mình render đúng à, đó là bấm render luôn, đến render khu vực cái này cho nó nhanh thôi, mà lỡ rồi render luôn. Tức là phía sau lưng cái cửa sổ á, là một cái plane đó, gắn cái hình ảnh kia vô. Để thấy coi là thấy cái hình ảnh tòa nhà hay không. Thì bên su á thật ra là y chang như vậy á, nhưng mà cách xử lý nó khác đi một tí thôi. Thì chúng ta xong cái này ok hết rồi đó. Quay su làm một lần nữa, hiện tại biết cả hai món luôn. Thì ra hai bên làm như nhau luôn á.
thực ra biết một món là biết kia, bên kia biết luôn, nhưng mà cách xử lý nó sẽ khác đi một tí thôi, cái công cụ bên kia nó khác công cụ bên này. Chưa thấy. Vẫn chưa thấy, giờ tìm cách khác xử lý. Có thể là à thầy biết rồi. Cái này có thể là cái này nó vẫn là một cái like thôi, cho nên là nó có hai mặt, chúng ta kiểm chọn cái phần hai sai á. Hai sai là khi nó đơ cái hai mặt, hai mặt luôn à. Bây giờ để nhanh thì ta sẽ render khu vực thôi, chọn là region, region và render đúng cái chữ sổ thôi cho nó nhanh đó, coi thử nó có không thôi rồi render tính tiếp. Tại vì một cái line á, khi mình extrude lên á thì nó sẽ không có render hai mặt, chúng ta kiểm chọn hai size cả thử. Cancel. Render region. Thì muốn là chỗ này thôi, nó nhỏ thôi. Chưa thấy, vẫn chưa thấy, như vậy là cái số có thể là xa quá, như vậy cái này chúng ta lùi về một cái thử nghiệm, đứng đây mới thấy thì nó che mất rồi. Giả sử đây đi nha, giả sử đi thử render nó có vừa mặt trời mà vừa cái kia không, khi xa quá nó không có render, nó không cái view nó không thấy được. À thầy biết tại sao rồi à, cancel. Cái này á, khi mà chúng ta đứng ở cái ngoài này á, thì mới đúng đúng không? Thì cái camera tương ứng như vậy, cái camera của nó nè, à, đây là cái pha clip á, nó phải vượt bên kia, nó phải vượt bên kia mới thấy, đúng rồi. Như vậy 6.000 thành 20.000 đi. Đó, tức là cái pha clip nó phải ra, nên là đừng có ngu sai, dĩ nhiên là khoảng thôi. Nè, tức là cái pha clip nó phải qua cái này thì mới thấy nó được. Rồi, render lại nè. Không cần, tức là cái tấm light nè, không nhất thiết là phải sát, sát thì nó che mặt trời, là không không thấy cái bóng. Mà vừa thấy bóng vừa thấy cái này đó, thì cái này phải xa, mà xa đó, thì cái pha clip á, pha clip của này nó phải xa theo ha. Đó nó phải xa theo rồi, ok đây tấm nữa đó, nhưng mà vừa thấy được cái mặt trời, ánh sáng mặt trời nó rọi vô phòng mà vừa thấy được cái tấm cái hình kia luôn đó, như vậy mới được.
Rồi, nói chung cũng gần được rồi. Rồi, bây giờ cái phần nếu mà render ra nó, chúng ta thấy là cái này nó cũng có sáng rồi nè. Mà nó hơi bị sáng đúng không? Hơi bị sáng thì cái hình này, cái vật liệu này á, thay vì chúng ta ớt vật liệu này đúng không, chúng ta bấm vô bên cạnh, chúng ta dùng vật liệu tự phát sáng á, vật liệu tự phát sáng chúng ta bấm vô cái không, bình thường nó đã như vậy rồi. Giờ có thể là do sáng mặt trời nó rọi vô, sáng mặt trời nó rọi vô thì tự exclude cái này, đặt tên cho nó là cái hình ảnh cửa sổ đi, cửa sổ thì cái đèn này nè, đèn ở mặt trời này nó có thông số là exclude. Exclude là không có chiếu sáng tới, thì chúng ta cho không có chiếu sáng tới cái hình ảnh cửa sổ, kéo qua đây, bấm hình sổ đầu tiên nó nằm ở đây đúng không, bấm nó nằm luôn qua cái bảng này, tức là không có sáng cái này. Ok rồi, đem đã thử đóng nữa coi thử nó có sáng không, tức là cái bầu trời nó không được chiếu sáng cái đó. Nên cảm thấy chúng ta có nhiều cái ứng biến. Vẫn sáng, vẫn rất là sáng. Bây giờ thầy render hết tất cả đi. Bình thường thế là đẹp rồi đúng không? Sao render lại sáng vậy ta? Rồi bây giờ trên view hết tất cả một tấm luôn, coi tổng quát coi như thế nào đây. Hay là do cái do cái kính, cái gương đó, cái gương là nó mờ mờ chứ không phải là do cái đó sáng mà do cái gương nó mờ. Nè, đổi cái chất liệu gương của con, cái gương đó sao từ lúc mà cái gương gương mờ á, nhìn xuyên qua nó mờ mờ. Rồi thì render một tấm tổng thể đã, là tính tiếp nè, cái này phải làm nhiều lần mới biết mới mới ra được.
Rồi bây giờ thầy sẽ tự thử tắt cái sky, tắt cái sky bầu trời khi ảnh hưởng cái này. Kiếm số 8 là environment. Tạm thời cái này nó chúng ta sẽ chuột phải clear cái này đi ha, không xài cái sáng mặt trời thế này. Rồi render là tổng khác. Ok, chúng ta bây giờ thầy sẽ cứ lưu phim lại, chúng ta làm cái thẻ tới đây đi. Tức là lắp cái đèn ánh sáng mặt trời Verizon vô, có ánh sáng rọi vô và lắp cái sau như vậy trước đi, rồi tính tiếp.